Một vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai vừa xảy ra sáng nay ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Quang Lý, 62 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, ông Nguyễn Tấn Lễ, 62 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long, đi xuống rẫy tại thôn 7, xã Long Giang để dọn vườn. Trong lúc ông Lễ đang dọn cỏ thì ông Nguyễn Quang Lý mang theo bình thuốc đến và xịt cỏ chỗ khu vực vườn ông Lễ đang làm. Cho rằng ông Lý xịt cỏ trên mảnh đất của mình nên ông Lễ đến yêu cầu ông Lý đi ra ngoài, không được xịt cỏ. Từ đó dẫn đến việc giữa ông Lễ và ông Lý xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Cả hai đều cho rằng mảnh đất ông Lý đang xịt cỏ là đất của mình. Trong lúc cãi nhau, ông Lý lao đến dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng. Ngay sau đó, ông Lễ lấy dao rửa chém nhiều nhát vào ông Lý khiến ông này gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Lễ đến cơ quan công an xã Long Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.